Chào anh em nhé, mình Tùng Long đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em vài sản phẩm sáp mới về bên mình. Đầu tiên là em Ruzo Pink. Em này thì độ nổi tiếng của nó thì mình không phải nói nhiều làm gì rồi. Bởi vì độ giữ nếp rất là cao cũng như là độ bóng cũng vừa phải. Cho nên là anh em chơi những kiểu cổ điển hay là anh em vuốt những kiểu hiện đại cũng rất là ok luôn. Đấy, mùi hương táo rất là dễ chịu nhé. Tiếp theo này em Ruzo Blue. Thì em này thì độ giữ nếp cao cũng như là độ bóng rất là cao nữa, cho nên là nó rất là phù hợp với những cái buổi tiệc tùng này, những đám cưới này hay những cái buổi hội họp quan trọng ấy. Đấy thì anh em vuốt thích kiểu gọi là ướt át gợi cảm một chút ấy, độ bóng cao ấy, thì anh em sử dụng cái này rất là ok nhé. Đấy, mình rất là thích em này luôn. Cũng rất là thơm nữa, tem chính hãng của Bộ Công an. Đấy, sản phẩm rất là đảm bảo. Tiếp theo trong mức giá tầm trung thì có Vocalic Clay. Thì em này rất là nổi tiếng cũng như là hàng trôi nổi rất là nhiều, nhưng mà mình đảm bảo với anh em là hàng mình nhập về cho anh em là hàng của phiên bản mới nhất, phiên bản 5, và có tem check mã SMS. Anh em có thể về cào sau đó là dùng điện thoại để check mã nhé. Đấy, tiếp theo và cuối cùng đó là một em Conmic Kingdom Clay. Em này có thể nói là một phiên bản thu nhỏ của Russo Pink vậy. Đấy, độ giữ nếp rất là cao cũng như là hương thơm nước hoa kiểu cổ điển ấy, vuốt rất là thích luôn. Đấy, giá thì này rất là học sinh nữa. Đấy, sản phẩm rất là chắc chắn, sản xuất theo công nghệ Mỹ, được sản xuất tại Việt Nam. Rồi, anh em cần gì về sản phẩm thì inbox Zalo giúp mình nhé, hoặc là anh em có thể nhấn vào link Shopee để tham khảo thêm về sản phẩm nhé. Cảm ơn anh em.